Xin chào các bạn nha, và chào mừng các bạn đã đến với cái video tiếp theo của mình. Và video của ngày hôm nay mình sẽ giới thiệu cho các bạn cũng như là review sơ qua cái mẫu thùng mới nha các bạn. Đây là cái mẫu thùng 30 lít mới. Trong cái video này mình sẽ quay để mà review sơ qua cho các bạn xem cái mẫu thùng 30 lít này. Với lại mình sẽ nói những cái ưu điểm so với thùng trong 30 lít và cái nhược điểm của nó so với cái thùng trong 30 lít nha các bạn. Thì cái thùng này á, thì nó sẽ rẻ hơn cái thùng trong 30 lít là 5.000. Thùng này rẻ hơn 5.000, thùng trong 30 lít thì mắc hơn cái thùng trắng này là 5.000 luôn. Đó. Rồi phía trên thì mình sẽ làm lưới. Đây, một tấm lưới rất là to nha các bạn. Mình làm to nhất có thể nha. Và mình không thể nào mà làm hết full viền được. Tại vì full viền thì cái diện tích mà nó để giữ lại cái phần nắp á, thì nó sẽ ít lại, cho nên là nó sẽ không có được chắc chắn phần nắp. Cho nên là mình làm một cái số lượng vừa đủ cho cái diện tích phần lưới. Hai bên thì nó vẫn có hai cái quay cài như thế này. Đó, đảm bảo an toàn ha. Các bạn mà nuôi hamster trong này á, thì các bạn lưu ý là các bạn phải cài lại kỹ nha, để thôi chó mèo đồ nhiều khi là nó biết mở cái nắp lên đó các bạn. Còn về kích thước thì đối với cái thùng trong thùng trắng 30 lít này là nó sẽ có kích thước là chiều dài của nó là 52, chiều rộng là 32 và chiều cao là 27, tính theo đơn vị là cm nha các bạn. Đó. Thì với kích thước này thì mình thấy nó cũng tương đương với cái thùng 30 lít trong các bạn. Thùng 30 lít trong thì được cái là nó dài hơn, nhưng mà cái bề cao của nó thì nó sẽ thấp hơn. Đó, còn cái thùng này thì bề cao nó sẽ cao hơn và bề dài của nó sẽ ngắn hơn một tí. Phía dưới đặc biệt của nó sẽ có 4 bánh xe. Đây, 4 bánh xe nhựa như thế này. Đó, để thuận tiện hơn trong việc mà các bạn là di chuyển qua lại trong việc các bạn vệ sinh đó. Bên trên thì tấm lưới to. Đó, mình làm đan rất là kỹ, làm kỳ công một tí cho các bạn đảm bảo nó an toàn ha. Rồi, bên trong đây, bên trong thì mình sẽ làm cái bình nước gắn ngược bên trong như thế này. Ngoài ra thì các bạn muốn gắn cái bình nước bên ngoài vẫn ok, hoặc là muốn gắn ở trên phần nắp như cái thùng trong 30 lít thì vẫn ok luôn nha. Cái này thì các bạn có thể nói trước cho mình nha. Còn cái thùng cơ bản thì mình sẽ khoét ở đây một cái lỗ để mà các bạn có thể gắn cái móc của cái bình nước vào đây đó. Rồi các bạn cài cái bình nước vào. Rồi, còn đây là cái móc mà khi mà các bạn mua bình nước á, thì nó sẽ tặng kèm cho các bạn thêm một cái móc này để các bạn có thể móc vào cái thanh sắt của lồng á. Còn những bạn xài thùng nhựa thì mình khoan một cái lỗ, các bạn chỉ cần để vào nó sẽ vừa khít luôn. Đó, các bạn dặn ngang như thế này thì nó sẽ giữ lại rất là chắc chắn nha các bạn. Đó. Rồi các bạn mà muốn để bên ngoài á, thì mình sẽ khoan thêm một cái lỗ phía dưới nữa để các bạn để cái đầu bình nước phía dưới á. Còn cái móc này thì các bạn cài ở bên ngoài thôi là xong. Nhưng mà các bạn để ở phía bên ngoài mình sẽ khoan một cái lỗ á, thì xài một thời gian này con chuột nó có khi là nó sẽ cắn hư cái lỗ đó, dẫn đến là hư cái thùng của bạn luôn. Còn các bạn để bên trong như cái kiểu mình thiết kế như thế này thì nó sẽ an toàn hơn và đảm bảo cho cái thùng của các bạn nó sẽ xài được bền hơn nha các bạn. Đó. Rồi, đây là bên ngoài, đây là cái hình ảnh bên ngoài. Đấy, rất là đơn giản. Các bạn mà để bên ngoài thì mình sẽ khoan thêm một cái lỗ để mà để cái đầu bình nước trên này thôi là xong. Thì cũng tùy theo sở thích của mỗi bạn thôi. Các bạn thì thích để bên trong luôn cho thấy cái thùng nó gọn đó. Còn có nhiều bạn thì thích để bên ngoài, nhưng mà bên ngoài thì mình nói trước là xài một thời gian thì có thể con chuột của bạn nó cắn theo cái đường của cái lỗ mình khoan á, thì nó sẽ dẫn đến hư thùng. Còn để bên trong này mình thấy nó sẽ ok hơn á. Rồi, các bạn có thể suy nghĩ kỹ trước khi mà kêu mình làm thùng riêng cho các bạn nha. Rồi, đậy nắp lại thì nó sẽ gọn gàng thôi. Đó. Còn các bạn mà muốn làm để cái bình nước trên nắp thùng á, thì mình sẽ khoét đây một cái lỗ lớn để mà các bạn để vào. Nhưng mà các bạn lưu ý là để trên nắp thùng thì các bạn phải sử dụng cái bình 125ml nha. Tại vì cái chiều cao đây, đây là cái bình 125ml. Tại vì cái chiều cao của cái thùng này nó sẽ cao hơn cái thùng trong. Đó, khá là nhiều, cho nên là các bạn để cái bình 80ml thì cái nó thòng xuống thì nó không có đủ để mà con chuột nó uống được. Các bạn phải bắt buộc phải sử dụng bình 125ml trở lên. Còn các bạn để theo cái cách mà mình làm sẵn á, thì nó sẽ ok hơn, vừa đảm bảo an toàn, vừa đảm bảo cho con chuột của bạn nó uống nước được luôn nha. Và còn về cái phần phụ kiện á, thì có rất là nhiều bạn hỏi mình là mua thùng có kèm theo phụ kiện gì không. Thì thùng á, là mình bán là chỉ làm lưới, chỗ để bình nước, cũng như là những cái chi tiết khác nhỏ nhỏ thì mình sẽ không lấy thêm phí. Rồi những chi tiết như là vách ngăn, rồi làm thêm cửa đó thì nó sẽ tốn thêm cái tiền nguyên liệu nữa, thì mình sẽ tính thêm phí nha. Còn những chi tiết nhỏ, ví dụ như là làm chỗ gắn cái đồ queo rồi đó, đồ chạy rồi đó, thì mình sẽ làm miễn phí cho các bạn. Còn phụ kiện thì các bạn mua tùy ý các bạn thôi, các bạn để vào như thế này.
đó, chén ăn nói chung là rất là nhiều mẫu. Các bạn có thể lên web hoặc là Shopee bên mình, các bạn lựa, các bạn xem ảnh và giá kỹ trước rồi các bạn mua. Hoặc là các bạn có thể hỏi mình trước về cái kích thước như thế này thì nó sẽ phù hợp với cái thùng 30 lít trắng này hay là không. Đó, như ở đây mình sẽ gọi là build cho các bạn thử trước một cái combo này ha. Các bạn nào thích combo này thì có thể inbox cho mình luôn nha, chụp màn hình lại gửi qua cho mình. Đó, combo này thì các bạn có thể nuôi hai con chuột Winter Wild thoải mái hoặc là một cặp bia cũng ok. Well này là dành cho bia luôn nha. Còn các bạn mà muốn xài sử dụng well nhỏ hơn thì vẫn để vừa luôn. Well cái thùng này thì cái chiều cao nó rất là thoải mái cho nên các bạn sử dụng well 15 cm, 16 cm, 17 cm, thậm chí là 18 cm vẫn ok, thoải mái hết luôn. Đó, tùy theo các bạn sắp xếp cái chuồng của bạn nó vừa đủ thôi là được, đừng có là đồ chơi nó nhiều quá thì nó sẽ cũng chật. Đó, vừa đủ như thế này thôi là ok rồi. Cái chén các bạn có thể mua chén nhỏ hơn một tí để cho nó tiết kiệm không gian nha các bạn. Đó, đồ chơi, nhà tắm, nhà ngủ và một cái chén ăn là ok rồi. Các bạn có thể mua thêm mì răng rồi đó để vào, cộng với lót chuồng nữa, lót chuồng lót phía dưới để cho nó đi vệ sinh. Thì đối với những cái thùng này á, thì mình thấy là vệ sinh chuồng rất là dễ dàng luôn. Các bạn chỉ cần lấy đồ chơi ra là rửa rồi lau đồ rất là nhanh, rất là gọn. Còn lồng á, thì mình thấy nó sẽ vệ sinh nó sẽ khó hơn, nhưng mà bù lại cái thì lồng nó sẽ đẹp hơn, còn thùng thì nó sẽ không có được đẹp cho lắm. Còn về cái lợi ích của cái thùng này, cái thùng 30 lít trắng này á, thì mình thấy cái thành nó cao nè. Đó, thùng nó cũng rộng rãi, thoải mái. Đặc biệt là cái thành bình bề cao của nó sẽ cao hơn cái thùng 30 lít trong. Dẫn đến là các bạn nuôi bia á, thì rất là thích hợp luôn. Bia nó không thể nào mà lại leo lên cái phần lưới này được. Đó, hoặc là nó có leo thì cũng rất khó. Còn cái thùng 30 lít trong á, thì mình thấy ưu điểm của nó thì nó sẽ trong. Đó, các bạn sẽ thấy được con chuột bên trong thì nó sẽ đẹp hơn một tí. Còn cái thùng này thì nó màu trắng, nhựa trắng cho nên là nó sẽ không có nhìn được con chuột bên trong, mà các bạn buộc phải tháo nắp ra để nhìn con chuột của bạn, hoặc là các bạn nhìn qua cái phần lưới này. Đó, còn về giá cả thì cái thùng này nó rẻ hơn cái thùng 30 lít trong 5.000, còn cái thùng 30 lít trong thì mắc hơn cái thùng này 5.000. Đó, các bạn có thể gọi là cân đo đong đếm và các bạn đặt hàng ha. Rồi, và về các chi tiết mà làm thêm cho cái thùng 30 lít trắng này á, thì có thể làm ra hai ngăn vẫn rất là ok. Mỗi bên nuôi hai con, hoặc là các bạn muốn rộng thì nuôi một con thôi. Đây, cái thùng này mình làm cho khách nè. Đó, đây là cái tấm mica trong nha các bạn, nó có phủ một cái miếng giấy ở ngoài thôi, thì khách về khách xé ra. Mình gửi xa cho nên là mình không có xé ra. Xé ra thì sợ trong quá trình vận chuyển mica nó dễ chày. Mica thì đặc điểm của nó là nhựa cứng cho nên là chuột nó có cắn thì nó sẽ rất là lâu hư, rất là bền. Còn hai bên thì mình sẽ làm hai cái rãnh để cho các bạn có thể để cái vách ngăn chính giữa và có thể kéo ra cái vào khi mà nào các bạn không xài á, các bạn có thể kéo ra để mà cất cái miếng mica chính giữa đó, chứ không phải là gắn cố định luôn hai bên hông nha, cho nên là các bạn cứ yên tâm. Hai bên cái rãnh này thì mình đều làm mica hết. Tại vì hai cái chỗ này á, là hai cái chỗ mà con chuột nó rất là thích cạp, rất là thích cắn luôn. Cho nên là mình làm bằng mica thì cái chi phí nó sẽ cao. Mica thì nó rất là mắc. Cho nên là các bạn làm thêm cái này mình sẽ tính thêm phí nha. Đó, làm thêm một cái rãnh như thế bên này. Bên kia cũng có một cái rãnh nữa bằng mica. Thì con chuột nó có cắn thì nó sẽ rất là lâu bị hư. Còn cái đợt cái mẫu cũ á, thì mình làm bằng alu. Alu thì nói chung nó cứng nhưng mà nó có độ mềm các bạn, cho nên là con chuột cắn một thời gian là hư hết trơn à. Cho nên là bây giờ mình chuyển qua mica luôn. Hai bên làm hai cái chỗ đựng bình nước cho khách nè. Đó, ok chưa? Rồi cái tấm mica để vô chính giữa là ngăn ra làm hai rồi, rất là đơn giản. Mica trong thì mình sẽ thấy nó trong suốt thì nó sẽ đẹp hơn. Đó, còn đây là cái móc nè. Đấy, cái móc thì nãy mình có chỉ các bạn gắn vào rồi. Các bạn chỉ cần gắn vào thôi là vừa khớp luôn á. Đó, để vào như thế này và các bạn dặn ngang cái là nó vừa khớp luôn. Cái phần dày của cái thùng nhựa này á, nó vừa với cái rãnh của cái móc luôn nha các bạn, cho nên là các bạn cứ yên tâm, rất là chắc chắn. Ngoài ra thì các bạn muốn làm thêm các chi tiết ví dụ như là tầng thì cũng ok. Cái thùng này cái thành nó cao á, cho nên là các bạn làm tầng nó sẽ dễ hơn cái thùng 30 lít trong. Cái thùng này thì nói chung là dễ làm đồ hơn nha các bạn, dễ làm cái chi tiết khác hơn. Hoặc là các bạn có thể muốn làm thêm cửa mica ở phía trước thì vẫn làm được luôn, rất là ok, rất là dễ. Cái thùng này thì nó dễ làm hơn đó. Khi mà có để các bạn để vách ngăn á, các bạn canh ngay cái rãnh á, hai bên nha, canh hai điều hai bên rồi các bạn nhấn xuống
là nó sẽ vào khớp hai bên cái rãnh để cho cái vách ngăn, cái tấm mica chính giữa nó sẽ cứng cáp nha. Đấy, nó sẽ đều hết thì nó sẽ rất cứng cứng cáp. Ở khi nào các bạn không xài thì các bạn chỉ cần kéo ra thôi và cất cái miếng mica đi. Đó, rất là đơn giản đúng không? Rồi, thuận tiện với các bạn vệ sinh nữa. Còn mà mình làm cố định hai bên luôn á thì các bạn rất là khó để mà khi vệ sinh rồi đó thì nó cũng khó hơn. Để nắp lại thì nó sẽ như thế này. Đó. Mỗi bên thì các bạn nuôi một con hoặc là hai con đều rất là ok. Coi qua bên này là thùng 30 lít trong nha các bạn. Đấy, thùng này thì cũng làm ra hai ngăn cho khách luôn. Cái mẫu này thì hiện tại mình đang hết hàng nha, tại vì dịch bệnh với lại cách ly giãn cách xã hội rồi đó, cho nên là bên Duy Tân nó không có gửi về cho mình thùng được nữa, cho nên là cái mẫu này hiện tại mình đang hết hàng. Mẫu này thì làm vách ngăn ra hai bên mica trong rồi hai bên là trong hết, thì kết hợp với cái thùng trong nữa thì nó sẽ rất là đẹp hả, làm chắc chắn nhất có thể để cho các bạn xài trong cái thời gian nó dài nhất ha. Rồi còn mà xì về các bạn xài mà nếu như mà con chuột của bạn nó cắn hư cái chỗ nào á thì các bạn có thể góp ý giúp mình sẽ khắc phục ở những cái sản phẩm sau, mình sẽ khắc phục từ từ nha. Đó, rồi cái thùng này thì được một cái là nhựa trong, các bạn có thể nhìn con chuột của các bạn nó hoạt động bên trong như thế nào luôn. Các bạn rất là thích mẫu này, các bạn kêu mình ngăn ra cái mẫu 30 lít này rất là nhiều, đặt mình rất là nhiều. Hai bên thì hai cái lỗ để bình nước đó, khoan hai cái lỗ để cho các bạn để bình nước 80 hoặc là 125 ml đều được hết. Cái thùng 30 lít trong này á, thì nó cái chiều cao của nó sẽ thấp hơn cái thùng trắng này nha các bạn. Cái thùng trắng trắng này á, thì mình thấy cái chiều cao nó cao hơn, thích hợp nuôi bia hơn. Còn cái thùng trong á, thì các bạn nuôi những dòng chuột nhỏ sẽ ok hơn ha. Đó. Hai thùng 30 lít này thì đều để được queo 15 cm rất là thoải mái, 12 cm vẫn ok luôn. Rồi lưới mình làm rộng rãi luôn ha. Rồi và thời điểm hiện tại á, thì mình sẽ tạm ngưng gửi hàng cho các bạn ở xa nha. Còn những bạn nào ở trong khu vực Trà Vinh á, thì mình sẽ sắp xếp gửi tận nhà cho các bạn luôn. Hoặc là các bạn ghé qua bên nhà mình lấy đồ cũng được. Đó, bình thường. Còn các bạn ở xa thì có thể đặt hàng ở trên Facebook á, trang Nấu Thú Cưng của mình, đặt hàng trước. Mình sẽ lên đơn trước, báo phí ship trước cho các bạn và ngày 2 tháng 8 mình sẽ bắt đầu gửi hàng cho các bạn ở xa là bình thường nha. Tại vì hiện tại mình gửi vẫn được nhưng mà nhiều khi hàng đến cái khu vực của bạn nó cách ly á, shipper không giao được rồi hoàn hàng về mình lại bị mất phát phí, mất cái tiền ship nữa thì sẽ gây lỗ nặng cho mình nữa, cho nên là mình quyết định là ngưng gửi trong thời gian hiện tại luôn. Và các bạn có thể đặt hàng trước, đặt cái gì cũng được, đặt hàng trước, mình sẽ lên đơn trước và sẽ gửi hàng cho các bạn vào ngày 2 tháng 8 nha. Các bạn có đặt hàng ở trên web cũng vậy luôn. Còn Shopee thì các bạn cứ đặt bình thường đi, thì Shopee mà có hoàn hàng về thì mình sẽ không có bị mất tiền ship, cho nên là các bạn cứ đặt bình thường đi. Mình gửi được thì mình sẽ gửi cho các bạn, còn nếu như không á thì mình sẽ nhắn riêng cho các bạn ha. Và cảm ơn các bạn đã xem hết video này của mình, và chúc các bạn có thật nhiều sức khỏe để vượt qua cái mùa dịch này ha. Rồi, cảm ơn các bạn rất là nhiều. Xin chào các bạn và hẹn gặp lại. Bye bye.